trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển hàng lậu thay đổi phương thức và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng vào sâu nội địa để tiêu thụ, nhưng vẫn không qua được nghiệp vụ của lực lượng chức năng. Công an tỉnh An Giang vừa bắt vụ vận chuyển thuốc lá cất giấu trong hai giỏ sách. Đối tượng ngụy trang là người đi bán rau. Tại bến đò Tân Trung thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, công an phát hiện xe máy biển kiểm soát 68HB1033 đi qua phà có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hai giỏ sách có chứa 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được phủ lớp rau ở phía trên. Tại thời điểm kiểm tra, không ai thừa nhận là chủ sở hữu của xe máy và số thuốc. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng với tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tối qua, công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước tạm giữ đối tượng Đỗ Đức Cường, 39 tuổi, ngụ xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, và tang vật là hơn 100 kg pháo nổ. Cường vận chuyển hàng cấm với vỏ bọc rất tinh vi, là nhân viên giao hàng, ngụy trang chở trên yên xe là túi màu vàng có in chữ giao hàng nhanh nhằm tránh sự phát hiện theo dõi của lực lượng công an. Đối tượng Nguyễn Thị Đào, 31 tuổi, trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vừa bị công an thành phố Đà Lạt tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cùng với chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 500 triệu đồng. Hai vợ chồng sử dụng căn cước công dân giả và bị truy nã từ tháng 6 năm rồi. Trước đó, người chồng cũng đã xa lưới pháp luật. Bất chấp dịch Covid-19, 21 nam nữ thanh niên tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền giữa đêm khuya. Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc gần 70 triệu đồng cùng một bộ bát đĩa sứ và 4 quân chỉ sử dụng để đánh bạc. Cơ quan công an còn phát hiện thu giữ 3 bộ đàm các đối tượng dùng để cảnh giới mật báo khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Mỗi lần vào chơi bạc, từng con bạc phải nộp cho chủ sới 1 triệu đồng. Phòng cảnh sát hình sự có đủ tài liệu chứng cứ và ra quyết định tạm giữ hình sự 13 trong tổng số 21 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vai trò đồng phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật.